Rồi, chào các bạn đến với kênh của Ngoạn Cần Thơ nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một số đồ có trong cửa hàng nha các bạn. Thì đang đứng trước một cặp xe rất là đặc biệt. Đây là một cái xe đạp xưa mà những chiếc xe này có giá trị rất là lớn. Đó, nó làm bằng nhôm nè, nhôm nguyên con rồi đó không? Đó, bằng nhôm đó. Mấy cái này là những cái đặc biệt của nó là nè, có khí cái nguyên cái sườn luôn rồi. Cái này nó sản xuất khoảng 1940 trở lên nha các bạn, 40 đến 45 gì đó, trong cái khoảng thời gian đó đó. Cái này còn xài rất là tốt luôn. Thì cái này giá trị nó cũng rất là cao nha. Nhẹ lắm, chân rất là nhẹ. Nó lại có một cặp luôn. Thì ai chơi chứ dòng này thì nhìn sơ cũng biết thì cái giá trị của cái xe này như thế nào. Nó rất là nhẹ luôn, nó rất là nhẹ. Này còn sơn nè, cái sơn này sơn mới thay nha. Cái sơn cũ chắc nó cũng hư. Này giống như nó là một nguyên con mà có một chất liệu bằng nhôm nhẹ. Đây cái yên này zin nè. Đây đèn chiếc nè, ở đây có một cặp lần. Đây cái thắng nè, thắng nằm đây. Cái đề cái gì đề, cái này lên lít luôn. Rồi thêm một cặp luôn, cái xuồng nó làm khí vậy. Thường cái xuồng vuông. Rồi đây một chiếc mô lết đời đầu một nồi nha. Nói chung là nó đời đầu, nhìn nó đơn sơ hơn mấy chiếc hiện tại. Cái này vừa kết hợp giữa đạp và máy luôn. Nhiều khi nó không chạy được máy thì được. Là hai cái cục chấm. Xe đến có một nồi. Đây là một chiếc Mobilet một nồi đời đầu. Một nồi đời đầu. Đó là cái chuông như xe đạp nha. Đèn. Cái này chắc bỏ khóa rồi. Cái dặn ốc ở đây giống như cái phụ kiện. Đây này còn nít hơn riêng luôn á. Rồi đây nổ máy thử xem. Nổ máy đạp hả, đạp mạnh đó hả? Ồ, chạy rất là tốt luôn. Cái này xăng nó để đâu? Cái bình này luôn hả? Đây là cái bình xăng.
hội từ đây mà còn một hội đó là nền tảng tại một đội nó không có cắt được đầu. Rồi qua bên đây nha, ở đây là ba chiếc xe này có giao lưu nha các bạn ơi, ba chiếc xe này có giao lưu nha, thì cái giá trị nó cũng cao á, thì ai có cần á thì liên hệ nha. Rồi tiếp theo một số đồ sứ nha, đây là một cái bình mini vẽ 6 mặt, giá 6 mặt mini rất là nhỏ mà nó có một điều đặc biệt là nó là hai khu nha, hai khu đích nha. Thường những cái mà nhỏ gì là đa phần một khu thôi. Nó cái này vẽ 6 mặt rất là đẹp luôn. Cái này là để lộng kiến chơi là cực kỳ VIP nha. Cái này đây. Hai mươi ba xăng hai khu, sao mà dễ này. Cái này đẹp quá, để ghi ngoài đi, chắc hồi mua về quá. Rồi đây là một cái dòng gốm Nam Bộ đây, bù lạt và cái bình rượu, cái nấm rượu gì đó, nhưng mà cái này đặc biệt cái là nó giống như là độc bản gì đó, nó có một khúc gì à, chứ không phải là cắt. Thường cái mà nó khúc gì là nhiều người nghĩ là nó cắt khúc, thực sự cái này nó vẽ nó làm như vậy luôn, từ đầu nó làm như vậy luôn, nên cái này rất là độc. Cái này là gốm Nam Bộ nha. Đây. Đây cái nắp đây. Chữ nè, minh văn. Đây một cái bình. Đó, cái bình này làm tít luôn. Cái này gốm Việt nha, cái này gốm Việt nha, gốm Việt, cái này Nam Phong, Nam Phong, nó có một gen thôi, có một gen thôi, khoảng 20 đó. Mà cái hàng này là độc, nó càng nhỏ thì nó, cái những cái món đồ nhỏ nó càng ít. Rồi tiếp theo một cái lẩu cù lao. Đây, một lẩu cù lao nha. Cái này cũng là một cái dòng gốm Việt luôn. Đây. Cái này sản 60-70 năm mà mọi người, cái này 60-70 năm mà. Còn cái chôn dưới đây. Cái lẩu cù lao gốm. Đây có chữ này nha. Nè, chữ này. Cái này cái nắp nó có bị nứt chút xíu, nắp nó bị nứt chút xíu. Đó, cái này cũng độc lắm, kiếm khó kiếm luôn. Ở đây rất là nhiều những cái món mà độc. Tại vì chủ nhân để chơi, đa phần là chơi. Còn cái này cái đế gốm nè, cái đế gốm nè. Đây. Cái này chắc đồ cũ thôi. Đây. Đế bằng gốm. Đây một cái đèn. Cái này là dòng gốm gốm màu à, cái này gốm không khê màu, nhưng mà cái loại này là chuẩn nha. Cái này loại chuẩn. Nó giống như là dùng gốm lấy thiêu vậy, nó men dạng. Một cái đèn dầu.
Rồi một cặp bù lệch lành lặn luôn, à, đầy đủ nắp luôn nè, nắp dễ luôn. Cái nắp này không là 1 triệu mấy rồi nha mọi người, cái nắp này không. Bù lệch đây, dĩa đây, dĩa sơn thủy. Cái này có một cặp nha, cái này có một cặp, chiều cao là 31, cái này một cặp luôn nha, hai cái. Cái đèn dầu lạc nè, này chuẩn nha. Chuẩn nha. Cái này có 2 cái. Ồ, 2 này nhìn thấy đẹp quá. Rồi cái này, này bằng gốm giống như cái này là cái ngọc như ý nè, ngọc như ý. Cái này đồ cũ thôi mọi người, nhưng mà nhìn nó cũng đẹp. Ồ, đặc biệt ở đây rất là nhiều cái đế mới, những cái mà trưng đồ á, nhiều lắm, này là xưa nè. Cái này có để dưới giá dưới là 3 triệu nè. Để những cái món đồ độc lên. Đó. Vậy đây. Hoặc là để những cái món khác. Đây là một cái tam cấp xưa. Đó. Cái này sơn thiếp vàng nè. Tam cấp. Cái này tam cấp để trên bàn thờ. Cái này xưa lắm rồi. Đó. Tam cấp xưa nha. Quá đẹp. Đây, cái món này đẹp nữa nè. Cái đế kê đồ. Cái này không có rẻ nha mọi người, 25. 25, 27. 25, 27. Cẩn à. Cái này gỗ tốt nha. Cầm rất là nặng tay. Rồi tiếp tục nha. Đây, một cái ghế, cái đồ, cây đồ tiếp tục nha. Nè. Ốc xưa. Này có nhiều góc, đây một cái nữa nè. Nặng, cái này nặng quá. Một chín sáu ba trong.
nhìn đá, cái này phải chữ lưỡi nhỏ, gian tay là hai tấc. Bên cái này đồ tàu, này đồ tàu bé bé xinh xinh. Ở trong tủ là đồ đồng nha. Đây, lư quế. Lư này cũng đẹp nè, đồng ngũ sắc. Chiếu chiếu chiếu. Này đồng ngũ sắc. Nhìn ở ngoài nhìn nó đẹp. Một cái bình bông bằng đồng nho sóc. Tay liền luôn, tay liền luôn. Cái đây còn nho sóc luôn nè. Đây một cái bộ lưu quế tiếp tục. Quế hết nè. Hai cái tay này, hai tay này, cái này nó có bị cái này. Nghe là đồ xưa hết nha, đỉnh xưa hết. Rồi mini này chuẩn tắc một tắc hai. Ô này độc quá, một tắc rưỡi. Quá đẹp. Kiếm đâu ra mọi người, kiếm đâu ra. He này nó không có đồng màu nhưng mà nó là đồ xưa hết. Một cái tấc hai, cái tấc rưỡi. Quá trời đã rồi, cầm trong tay nè. Quá xưa luôn, hai này quá xưa luôn. Đây, lư quế nữa nè. Cái bình này nó cũng nhỏ xíu à, mini luôn, hàng mini 14, một cái bình 14. Ồ, này hiếm quá à, này hiếm quá, mấy đồ nhỏ thấy chứ khó kiếm lắm. Đây một cái bình nữa, cái này lên tan xanh luôn rồi nè, tan xanh luôn. Đa phần những cái tan xanh là đồ đào. 16, 17 cái nho sóc. Đây có nguyên bộ nho sóc rất là độc. Đại lư ở đây nó nhiều quá. Đây lư quế hết rồi. Lư quế hết. Cái này là chỉnh xưa hết nha. Ở đây một cái hộp này chắc hồi xưa đựng nữ trang hay gì đó. Wow, nét thời gian quá trời luôn rồi nè. Sắc sảo, cái hộp này sắc sảo. Cái này khoảng hơn tấc. Cái nắp đây, nắp đậy. Đây có hai cái nha, có hai cái. Hộp đồng xưa rất là nặng luôn, chứ không phải giống như những cái hàng mà nó nhẹ hiều nha. Ồ, rất là đặc biệt luôn nha. Đây. Một tấc. Hộp thì có hai hộp. Này thì một cái đồ để trưng đồ, cái này rất là lạ mới thấy luôn.
nặng lắm, giống như nguyên khối đây. Dạ, ông cắt rất là đẹp luôn. Đó, đó, cái này đập quá. Cái này mới thấy nha mọi người, mới thấy luôn. Này để những cái món đồ quý giá lên đây. Nó dày lắm, nó là dày luôn. Này là con dơi nè, dơi là dơi là khúc. Nè, ở đây cũng có rất là nhiều cái để chưng đồ, kê đồ nè. À, những cái này xưa nè, xưa rất là nhiều luôn đó, rất là nhiều luôn. Đây, đó, cái đó có cẩn luôn, nhiều mấy cái chưng đồ ở đây rất là nhiều. Đây, mấy cái chưng đồ luôn nha, kiểu độc lạ Bình Dương luôn. Nè, cái này để những cái bình 60 đó, 40 rồi đó, cái này để bình lên là hết 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 ý luôn. Đây, những cái mà để bình đây nè, này còn cẩm, cây cẩm. Đa phần những cái mà để kê đồ kia rồi, thường người ta sử dụng cái cây nó có giá trị hơn, giá trị cao, cẩm chắc luôn, rõ cũng có nhưng mà ít. Này có giá nha, 5 triệu mấy, 5 triệu. Còn cái này 1.7 triệu, bự lắm, bự. Này giống như cái khối gỗ mà người ta làm. Đây những cái hàng mini nữa nha, mini này bài trong tủ. Này pháp lam xưa chỉnh nha, mini nha, để nó hồng bằng tay nha. Đây một cái bộ ra. Chim, chim này gọi là phú quý bạc đầu. Chôm. Cái này có nắp, cái nắp nó bị mẻ. Cái vỉa. Ồ, cái mâm này quá trời bự luôn nè. Đây là cái bình voi nha. Đây, món đồ lọc. Này đánh bóng lại nè, đẹp, vàng. Rồi. Cái này có đế kê luôn. Đọc, ngồi đọc sách. Rồi, đây, đây. Cái này một cái bộ lật người.
bù là bụng bự. Cái này thích xương thủy. Thích xương thủy. Có cái dĩa luôn nha, cái này nguyên bột cơm lê. Cái bột là thành lành. Keo 35 dòng bụng. Dòng bụng là 55. Cái nắp không an tiện. Đây có một cái đế rất là độc lạ. Một cái kỹ rất là đẹp luôn nha. Cái khay để đựng bình trà rồi đó. Đây, cẩn rồi, cẩn tơ tóc tích tam quốc. Cẩn tơ tóc tích tam quốc. Cái này gỗ cẩm. Cái này khẩn ốc xịn này nha, nhìn nó đẹp lắm. Rồi đây là một bộ lư. Lư này cũng xưa rồi. Nhỏ thôi, nó không có bự lắm. Rồi đây là một cái bộ ô trầu rất là đặc biệt. Ô trầu chạm nha mọi người, ô trầu chạm nha. Đây, chạm nổi nè. Cái ống nhổ chạm luôn. Đó là đề thông hợp thông đồng màu. Đây, cái đế nè. Rồi một cái bộ lư đây. Bộ lư này hình bông mai. Lư xưa hình bông mai. Đế cũng rất là độc. Cái này đốt trầm mọi người, kêu là sông trầm. Sông trầm mai. Đũa nhóc ra luôn. Một đống đũa luôn. Không, bó luôn.
nhìn là biết nó quá xưa nữa. Này là một cái bình bông đỡ đạn nha, loại mini, loại mini. Rồi đây bằng đá nè, hình Phật Quan Âm bằng đá. Còn này là cái mỏ gì nè, cái này ít gặp nha, ta nói gõ mỏ tụng kinh đó. Tượng cực kỳ xưa. Rồi trong đó là một số lư nha, lư mắt che rồi kìa. Bức tượng này nhìn rất là có hồn, có thần thái. Như cây long trụ. Rồi đây là một cái bộ lư rất là đặc biệt, nó rất là độc. Bộ lư này giống như là mới gặp ở ngoài luôn. Nó này có giá trị rất là cao. Nó lạ, kiểu lạ. Ngay cái hổ phù hai bên để trong lồng kiến. Đây bộ này, bộ bên đây thấy cái giá trị này.